chào tất cả các bạn, mình là Miss Tina. Ngày hôm nay thì mình làm cái video clip này là để tổng hợp lại một số quan niệm sai lầm mà do chúng mình xem phim quá nhiều nên mới bị nhầm lẫn. Và đa số cái này là xảy ra trong rừng thôi. Thế nên nếu nhưng mà có trường hợp bạn bị lạc vào rừng thì mới cần tới. Còn bây giờ thì xem cho vui thôi ha. Ok, đồng hành với mình ngày hôm nay thì có Ufoso. Bên này. Ủa bên này hả? Bên này. Hello. Chào các bạn. Hôm nay tụi mình cùng mặc là đen. Tụi mình cùng mặc có chữ Queen nữa nè. Mình cũng có chữ Queen nè ở sau mông. Ok. Câu hỏi đầu tiên chúng ta có. Mình sẽ hỏi Ososo và Ososo sẽ trả lời. Ok. Xử lý như thế nào khi bị rắn cắn? Hút. Hút chất độc. Chứ sao? Bà này đúng có phim quá nhiều luôn á. Ồ, hút chất độc mà. Hồi xưa người ta đi học cũng là hút chất độc. Thật ra bị rắn cắn. Đúng là trong phim gì có khác. Ok, mình sẽ nói đó là khi mà bị rắn cắn thì các bạn không nên hút chất độc. Why? Bởi vì chất độc nó có thể đi theo đường thực quản xuống và chính bạn, cái người mà hút ra ấy, cũng có thể ngậm ngùi đó luôn. Nhưng mà mình hưởng mình sẽ... mình thay vào đó. Ủa phong phong hết hả? Lỡ có một tí tí nó đi xuống thực quản sao? Nhưng một tí tí thôi. Bẩn vào chúng ta, độc rồi đâu. Thay vào đó thì chúng ta sẽ xử lý bằng cách băng bỏ lại. Đến với khi chúng ta bị lạc trong rừng, chúng ta phải làm gì đầu tiên? Kiếm đồ ăn. Mẹ ham ăn. Đúng là có mẹ ham ăn. Đầu tiên chúng ta phải kiếm được nguồn nước. Ok, bị lạc trong rừng mà làm sao mà kiếm được nước? Vậy sao chị kiếm được đồ ăn? Đồ ăn nhanh cây này. Đi ăn xong ngủ cũng đẻ luôn. Một con người khỏe mạnh có thể sống mà không cần đồ ăn tầm 2-3 ngày, thậm chí lên tới 6 tuần. Nhưng chỉ cần chúng ta thiếu nước thì chúng ta có thể mất nước và chết ngay lập tức. Ngoài việc uống nước tiểu ra thì cầm cự được một ngày thì bye bitch. Ok. Câu hỏi tiếp theo. Ở trong sa mạc đố chị mũ xương rồng có uống được hay không? Được. Như nước hả chị? Thật ra nó là người Việt Nam mình thì chắc chắn là không có cách nào có thể lạc được vào sa mạc đâu. Nhưng nếu một ngày nào đó các bạn đi du lịch và các bạn bị lạc vào sa mạc thì mình khuyên các bạn đó là đừng nghe Ososo nói. Các bạn nghe đó là mũ xương rồng có thể uống được giống như nước, nhưng thật ra chỉ có một loại xương rồng có thể uống được mũ của nó thôi. Chỉ có một loại duy nhất thôi. Và mình chả biết loại đó như thế nào đâu. Ôi giời, thế nên là, thế nên là đừng có uống vậy. Thế nên là các bạn đừng uống vậy mũ xương rồng. Ok. Thế mà người ta nói là uống được còn không chịu nữa. Chỉ có một loại uống được thôi, chứ không phải loại nào uống được, hiểu không? Thôi mặc kệ, bây giờ chết khác hay là chết vì độc cũng là chết à. Thì không cho người ta chết thoải mái đi. Sai, uống mũ vào sẽ cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, thậm chí chóng mặt và chết. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này thì mình chắc chắn là các bạn thấy ở trên TV và các bộ phim luôn. Khi gặp gấu, chị sẽ làm như nào? Gấu gì? Con gấu thật á hả? Ừ. Đây.
thì giả chết. Hầu hết tất cả các bạn đều nói đó là khi gặp gấu chúng ta đều giả chết. Nhưng mà sai rồi. Sai rồi. Tính vậy đấy. Tính vậy bởi vì khi gấu gặp con người chúng đều có nhu cầu gọi là tấn công và là tổn thương con người, nhưng thực ra đó là sai. Không hoàn toàn đúng mới đúng. Khi mà gấu gặp con người thì chúng thường có xu hướng đó là không muốn động chạm, nhưng kiểu không muốn va chạm, cả nhau lắm. Thế nên khi mà gặp gấu, các bạn không nên giả chết lắm đâu, là nó điên lên nó lại reo cho một phát, hoặc là nó kiểu đạp lên người hay sao đấy. Khi mà gặp gấu các bạn nên đứng im, sau sau đó từ từ lùi lại. Vô tắt đứa nào bình tĩnh được mà lùi lại, lùi lại từ từ. Chỉ cần các bạn từ từ lùi lại và đi ra khỏi tầm mắt của con gấu là ok. Khi người ta nói khi là trong rừng thấy động vật ăn món gì là mình có thể ăn được món đấy, đúng hay là sai? Chính xác. Câu này mà sai nữa đi. Tiếng chó ăn xương, chỉ có ăn xương thôi. Có những thứ động vật ăn được nhưng mình không ăn được. Thế nên nếu mà thấy động vật mà ăn mấy cái nấm ấy, ngon mấy cái nấm mà chị nghĩ nấm nó có thể ăn được, đó là sai. Chị có thể bị ảo giác luôn. Thì á, có khi con bò nó ăn cái nấm đó mà nó cũng bị ảo giác mà nó không biết á. Chị không? Thì chị là ảo giác thôi. Ảo giác xong chị sẽ bị ói mửa. Xong chị đây chị tâm vô cái cây. Chết. Bây giờ chị tâm râm vô cái cây của chị có chết không? Thay vào đó các bạn nên lựa chọn những thực phẩm nào mà các bạn biết chắc chắn là ngoài siêu thị có bán và ăn được. Giống như thấy dâu rừng nè. Siêu thị bán đồ trong rừng hả? Lá cây. Trái cây, siêu thị bán trái cây. Ok, trong rừng cũng có trái cây. Trái xoài, thanh long, dâu rừng. Ok. Bởi vậy mẹ là dâu rừng đi chắc. Ủa thế sao vậy? Ủa sao làm cái gì? Thôi để chị đưa em đi vô suối tắm suối nước nóng nha. Rã đông. Khi mà gặp người bị đông cứng thì các bạn không nên lập tức đưa người ta vào hồ nước nóng. Ok. Quá tại sao rã đông? Nó sẽ bị sốc nhiệt. Sốc nhiệt, ok. Người chứ không phải là thịt đâu. Mình phải từ. Ấm lên hơn hoặc là ôm nha. Cho người ta ấm lên không được. Xong rồi lấy chăn mền ấy quấn lại thật là nhiều lên. Ok. Cái này thì em chắc chắn là chị Bắp không biết đâu, làm thế nào để thoát khỏi những cú đấm kinh hoàng của con cá mập. Cá mập á? Thôi chắc là mình không gặp đâu. Cá mập thì chắc là không gặp đâu. Nhưng nếu xui các bạn đi tắm biển Nha Trang hoặc là đâu đó mà tự nhiên gặp thì mình khuyên đó là thường á thì có một số người kêu là đấm vào mũi nó, nhưng mà cái đấy là sai đấy. Nếu như mà nó cắn bạn mà bạn vẫn còn sức để mà làm gì á, hãy đấm vào mắt hoặc là chọc vào mắt nó, kiểu hãy dùng móng tay của bạn chọc vào mắt nó. Chị phải để móng tay dài không, nó không cắn chị đâu. Người ngu như chị cắn vô nó lại bị hoặc là các bạn có thể tổn thương đến cái mang của nó cũng được nhá. Nếu mà đấm vào mắt không được thì đấm vào mang cũng được. Chọc đất. Ok, chương trình thám hiểm cùng Miss Thi và Osusu đến đây là thám hiểm cùng Miss Thi, không có Osusu đến đây là kết thúc. Cảm ơn vị khách mời ngày hôm nay của chúng ta, đó là Osusu dữ bờ. Trả lời không đúng một câu nào hết. Bye. Đã gì vậy? Không tin được. Bye. Bye.